Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong đường dây phù phép gần 4.000 xe máy gian tung ra thị trường là Nguyễn sĩ toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Nguyễn sĩ toàn là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu sông Ngân ở huyện Hóc Môn, chuyên xuất khẩu mô tô xe máy ra nước ngoài. Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng là chủ cửa hàng, đại lý xe máy, đối tác cung cấp hàng cho toàn theo cơ quan điều tra do quy định về thủ tục xuất khẩu xe không cần phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng giấy chứng minh xe mới nên ba bị can đã thống nhất giữ lại nguồn phiếu này bán lại cho tân sau đó tân dùng số phiếu trên để phù phép các loại xe trộm cắp không rõ nguồn gốc đã được đục lại số khung sườn rồi đem bán như xe mới hợp pháp thu lợi bất chính